Quá buổi sáng có mấy anh em mình nào cũng bộn ở nhà ơi. Chừng mới gặp là xó tụt là xó sức ra. Cái đường mòn chạy kìa nè. Cái này em sẽ đặt khu này nha. Này đồng đốt cái chân nè. Cái lứa không? Còn nữa cô chú anh chị ơi, chục lớn đến 100.000 ký. Quay luôn. Đặt ngày nào dưới cũng mối vậy. Cái con bự không có nhà. Ôi trời ơi. Làm gì đó la la. Gì nó cứ lộn. Như phát hai con mình kia. Cái gặp nhỏ xíu luôn mà dính hai con luôn. Quá hay, thấy tivi đặc quá hay. Không mối nữa hả nhà. Rồi con kia ra. Thằng bẻ ghê chứ. Con bự luôn hả nhà. Cô chú anh chị. Ồ, đen con nữa cô chú anh chị. Lứa. Cũng bự nè. Ô, con chuột bự rắn nó dính con bự nữa kìa. Nó dính thêm con bự nữa coi chuột nè. Gọng. Chà bá cái gọng luôn. Ui, chụp hụt luôn. Giờ tưởng nó chụp hụt luôn rồi. Này, lú đầu. Thọc mạnh mạnh nha. Đổ nước vô mới bắt dính nó. Hai con luôn. Quá hay. Lần chết luôn. Bóp nó lần chết luôn. Bóp béo luôn rồi. Chặt này thai rồi. Cho nó mới lại. Chín con bự nha cô chú anh chị. Dính chuột cho to gì không chứ. Đừng làm gì phóng thì phải láng gì. Dính nữa cô chú anh chị. Ôi dính quá trời luôn. Ba con. Chuột này đang ngồi nữa cô chú anh chị. Cháy lật gặp luôn dính. Giò là hết cháy rồi. Đang con. Được đây con bự nữa của chú anh chị. Quá ú. Bất bự. Chụp này cũng quay luôn. Một chỗ hay gì đâu á. Thì chú anh chị có xem thấy hay cho em xin một like một đăng ký kênh nhé nha. Chụp bự luôn của chú anh chị. Mong được cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ hai anh em nhé. Dính nữa cô chú anh chị. Quá thằng mũi chích rồi. Bà vô lỗ tay nè, vô lỗ tay. Còn bự nữa cô chú anh chị.
hai con nữa rồi cô chú anh chị. Chín hai con nữa. Nhỏ chặt quá hai con. Cái bự này dọn nè, vô cái gọng ginh. Cái đó của mày đặt thoát ở trong cái nhà cái này. Giống mối. Nó đều nó giống mối cho bà nào cũng đi. Cho nó ăn thịt nó giống mối. Chín được con bự của chú anh chị ơi. Cái đuôi nữa. Dàn gặp của Thái TV hết rồi, giờ tới dàn gặp của em cũng đổ bên đó nữa rồi. Tung ghê rồi. Hai cá hai con luôn. Chút bự gì xíu không cả nhà. Sáng anh em mình có tiền nữa rồi. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ kênh. Ủng hộ đăng ký kênh với cho xin một like kênh. Quải giờ Thái TV này mệt quá. Phải muốn bệnh vậy. Bự không? Xin đi. Chui kìa, chui kìa. Bầu nữa. Này dính được chục lứa anh. Này dính lứa bự. Hai cá hai con mà sáng con nha. Sập sáng. Kìa lứa. Ui chục bự nó chạy. Con nó có chân gì. Những cái đường này nó chạy qua này. Những cái bự bự không hay xảy. Về hướng nào? Đi vô cái đường mòn á. Về vô bờ rồi hả? Ừ. Nó còn bị. Đi nãy giờ muốn bệnh. Kêu kìa. Thái TV mến chào cô chú anh chị nha. Đây cô kiếm cây gài lại. Cái đầu tiên cả nhà. Nó kêu khách chát trong. Dính hai con luôn cô chú anh chị. Cái gặp hai con. Cái nó dính à. Dính nữa cô chú anh chị ơi. Được con nữa rồi trên đường. Cái lứa gì mới uống. Nhưng mà hai con đi chung đường. Con đi qua ủi. Con ở dính ở lại. Chính con bự rồi trên đường. Con cục nhỏ luôn. Dán quá luôn. Chính con bự bự gì mới đã. Nó uống con bự. Ôi. Ừ. Bự của chúng bự luôn rồi. Tự mình lắm mình. Một con. Mình chích. Đứng nhiều nhiều. Gặp này mà chạy lặt luôn. Chị ớn gì. Sốc đi không. Dính con rồi. Con lặt mà. Cái đường đó đường mòn đó, nó bự. Biến được con bự rồi. Từ nãy giờ đâu có 40 cái gặp nữa. Thì con của chú anh chị thì gặp bị sóng mút quậy quá quậy à. Dính con kêu. Mới dính chiêu thà nhiều rồi tới sáng chắc thôi luôn. Bư giờ anh bư tỉnh bơ luôn. Là ít gom lắm. Thà một cái gặp gom nhỏ lắm. Tiếng con nữa rồi chứ.
cháy luôn. Nó chuột bự luôn nha cô chú anh chị. Mẹ già lắm. Đang con nữa. Không bự bự không gì đó mới sướng. Được con bự cho chứ gì. Làm bắt hồi lịnh vậy. Nãy thả mình quay ha. Nãy xong quay. Bình cống con bình cống bên cơm. Cống tơ mà cơm đâu. Con có cống tơ. Ôi, con bự cả nhà ơi, nay được con bự nhỏ rồi. Đúng là cái gặp lớp giáp này, cái gặp này nuôi được. Ôi trời, bằng cái gặp luôn. Vui vậy. Bà mỏ chứ. Bành mỏ vậy. Trời cho nhỏ nó ở bên đây đi. Rồi còn nguyên vài lứa nữa. Chuột cơm nó vô nó ở cô chú anh chị. Đụng vô cống nhìn má nó tùng sao mà dữ đi. Cộp chín con bự cứ xuống vậy. Ngày mai hai mình qua bển đặt cái đường hai đường bờ đó cũng ngon, cũng đủ gặp. Nguyên nhận gặp có 50 cái vậy, dính có hai con của chú anh chị. Đi từ đầu tới cuối, đầu một con cuối một con. Hãy ra dăng điện thoại luôn. Chín con nữa lứa quá trời hoài mình xuống kiếm dụng nước rửa tay không ơi. Chín cô chú anh chị ơi, nằm ngoài rộng thái nó bắt ăn trái xài nha, đi hèm luôn. Bẻ cái giữa lên. Bẻ cái giữa cho nó cong lên. Cong đâu đã nó bị ấy mà cong 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 lên. Con. Gió. Gió gì vậy? Dính được chuột bự nữa cô chú anh chị ơi. Đây là Thái TV. Đường lúa mới này. Okay. Đặt đường lúa mới cắt. Mình gom lên rồi. Ngu dưới trời. Mình chuột khỏi hoài thóm xuống luôn. Quất lại. Nhớ chỗ đó không? Ra vừa ra đó mình đặt cái vài bữa ở đây đốt cái vô đây đặt. Dễ chạy dễ ăn quá. Ngán rồi mày. Cái bên đó. Ừ giờ vùng. Dính chuột cành cành không có chứ đi. Bên này giờ bốn con bự bự không? Nó ngồi bên đó nó không đi. Bên kia đi qua. Bự nữa cô chú anh chị ơi, bữa nay còn cành cành không? Bởi vì mấy bởi vì mấy anh kia mấy anh đặt trước mấy cái lúa cắt này ha. Bự này là tụt giấy đi nhiều đặt hơi bị ngon á. Dính được con nữa coi chấm vậy. Bỏ anh kia đó anh kia nó nghe chụp quanh vành không này bự nữa. Dính con bự nữa coi chấm vậy. Mà lúa mới cắt đặt con bự không. Quầy gãy luôn. Ồ, đặt mấy cái này ngon quá. Con to to không? Chuột trái không? Nhỏ lắm rồi. Dính con mành kia nữa coi chứ vậy. Nó chạy trước, cành cành. Con bự bự không?
có. Đường nó chỉ chạy láng thôi, nó phải được mòn. Thôi con ta có nhặt. Nó mối gì? Được con bự nữa coi chứ vậy. Những con bành bành không có chỗ để. Cô chú anh chị cứ xem kênh thứ hai cho em với Thái TV một like và một đăng ký kênh chứ nha, để có động lực ra video thêm mới nữa cả nhà. Hai ba con luôn kìa, nhỏ kìa, bự không, đụng ở bển ít lắm rồi. Người gì mà cái này xảy trời ác trời, thiệt bự luôn. Con nữa cô chú anh chị. Có nữa cả nhà, chính con bự bự không có chứ anh chị ơi, chú mới cắt. Giờ mấy anh em đặt gặp thằng lò xo gì nhiều. Hai con ngon. Bầu. Một bụng nhỏ. Một chục bành bành không có chứ anh chị ơi. Liền cá luôn cô chú anh chị. Ngày gặp của Thái TV hôm nay quá im. Bị dính câu, bị dính bẫy, bẫy giò. Cò bị dính bẫy giò cô chú anh chị. Thả luôn không? Không có dính kìa, bay gì nó. Bay gì nó nữa thả. Dẫn hai giò luôn. Có bẫy nè. Đứa bự. Đi xà bá nữa mà cũng không đi luôn trời. Gặp y hình. Nên cứ ác ác mà anh. Bên kia dính chục bự, bên đây dính chục lứa không cô chú anh chị. Chuột ngoài nó còn chảy nhóc chân, dính hai cái hai con luôn cô chú anh chị. Mà ngoài còn chảy mấy con. Có lý vậy mà dần gặp với Thái TV nhiều ạ. Dính được con bự nữa chứ anh chị. Dính gì là sáng nay hai anh em có tiền nữa rồi cô chú anh chị à. Bật là có hàng không? Hai con luôn nhỏ. Ít à. Anh thằng ơi. Dính hai con ít rồi. Chuột nè, quay gần vô mới thấy nữa. Thấy bạc ngon rồi, vô vậy. Dính còn nữa cô chú anh chị. Dính cái giò luôn. Kẹt giò. Nhỏ con chuột lắm hả. Cái không hả? Cái con nữa. Cái đường mòn bên kia nó có đường bên kia chạy qua đường bên này nó chưa đi lấy thì nó đi đường bên này còn lứa nữa coi chứ anh chị. Nó còn kêu nhóc chưa nặng hay gì không nói bỏ bỏ với tí ghê không nội. Nặng như vậy nè. Đi trời. Gì mới quay quay vậy. Còn con chay chấm cái bự nữa. Rồi muốn bít chặt. Nó lập nó hư luôn. Hai cái bà con luôn của chú anh chị. Cái này hai con. Leo hai cân luôn. Đổ anh đây đi, lướt lướt lướt. Đổ anh đây đi. Chia ra, chia ra. Chỉ ra về trong khi nó cũng quái à. Này hai cái chứ một cái rồi đặt đó. Dính nữa cô chú anh chị. Nó còn đi cái đường nhỏ lắm. Còn mấy cái nữa.
ơi. Hai cái ba con nữa. Này dính hai con nữa nè cô chú anh chị. Đó, thấy hai con không? Vô chạy hai con gì hoài xuống nha. Đây dần gặp của em nha cô chú anh chị. Đây dần gặp của em dính cái đầu tiên. Đó chuẩn bị qua đây luôn hả? Con nữa cô chú anh chị. Rồi hết với tay bắt nó ra coi. Bắt nó bỏ qua đây ít ít chuột con nữa cô chú anh chị. Rồi hết với tay bắt nó ra coi. Bắt nó bỏ qua đây ít ít chuột coi. Này cô phi ít chịu luôn hả? Không được mấy con nha hả? Đổ hết hả? Đổ vô chưa? Bây giờ thành quả buổi sáng được mới nha. Nên đi đường xa đặt được có một con này nè. Rồi đổ chuột vô, vô bị đi, vô túi đi, vô gọng đi. Đổ vô đi Phi.